Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu với những nội dung chính sau đây. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ quân đội trong toàn tỉnh đã xung kích tích cực tham gia có hiệu quả trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân dân Lai Châu hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Cần sớm có phương án di rời hơn 20 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao ở xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ đến nơi an toàn. Quý vị và các bạn, trong sâu thẳm tâm thức của mỗi người con dân đất Việt, đền Hùng và Giỗ Tổ Hùng Vương từ bao đời nay trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh được vun đắp qua nhiều thế hệ, trở thành điểm hội tụ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần và tình cảm cộng đồng như hòa chung trong một gia đình tổ quốc lớn lao, thể hiện ở việc thờ cúng quốc tổ. Đây có lẽ là sự độc đáo ít có ở bất cứ dân tộc nào trên toàn cầu và trên thế giới cũng đã ghi nhận điều ấy khi UNESCO đã vinh danh, công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 6 tháng 12 năm 2012. Cứ dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, con dân đất Việt từ mọi miền tổ quốc lại cùng hướng về vùng đất cổ Phong Châu, về đỉnh thiêng Nghĩa Lĩnh, thực hành nghi thức cúng tế trong ngày Giỗ Tổ. Những năm qua, Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang trọng, quy củ theo một nền nếp chuẩn mực, đầy đủ các nghi thức truyền thống, đúng tầm quốc lễ. Vùng đất tổ Phú Thọ có đền thờ các vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh là nơi diễn ra những hoạt động chính của ngày lễ trọng. Nhưng ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhân dân và các cấp chính quyền cũng thành kính tổ chức dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng và rộng hơn là những nghi lễ Giỗ Tổ của cộng đồng Việt Kiều ở các nước trên khắp thế giới bái vọng về nguồn cội. Và một cái điều nữa mà UNESCO đánh giá cao là cái tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ấy, xuyên suốt trong quá khứ, được hình thành trong lịch sử nhưng đến ngày hôm nay vẫn được tồn tại, vẫn được các cái cộng đồng người dân các dân tộc Việt Nam thực hành và thực hành nó với rất nhiều những cái cách thức rất là phong phú, rất là đa dạng để tôn vinh cái truyền thống đó. Và cái truyền thống đó đến ngày hôm nay rất là có giá trị đối với cuộc sống hiện tại. Năm 2020, Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức quy mô cấp quốc gia do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức. Tuy phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống lây lan dịch COVID-19, chương trình năm nay mặc dù phải điều chỉnh nhiều nội dung, song vẫn đảm bảo tổ chức trang nghiêm, thành kính, an toàn, tiết kiệm. Theo kế hoạch mới điều chỉnh, Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 chỉ tổ chức 3 hoạt động lễ chính, gồm lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ, được tổ chức vào ngày 29 tháng 3 năm 2020, tức mùng 6 tháng 3 âm lịch. Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 2 tháng 4 năm 2020, tức ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Ban tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 kêu gọi đồng bào cả nước tiếp tục thực hiện mâm cơm tri ân do gia đình tự chuẩn bị, đảm bảo trang nghiêm, đầm ấm để tưởng nhớ tri ân công đức tổ tiên chung vào ngày 10 tháng 3. Chúng tôi tiếp tục cùng với khu di tích Sườn Hùng hoàn thiện cái đề án bảo tồn phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, hoàn thiện cái văn bản cũng như là các cái hướng dẫn về cái nghi thức thực hành tại các cái di tích thờ Hùng Vương trên địa bàn cả nước để thống nhất trong toàn quốc, đồng thời là gắn kết cái giá trị kết nối cộng đồng, cố kết cộng đồng dân tộc, tinh thần đại đoàn kết dân tộc đối với các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3, câu ca này đã in sâu trong tâm thức của mỗi người con đất Việt từ nhiều đời nay. Thông điệp từ Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ dừng lại ở việc thờ cúng, biết ơn người sáng lập ra đất nước, mà còn mở rộng quy mô, nâng tầm thành một loại hình tín ngưỡng của người dân Việt Nam, là điểm tựa tinh thần bền vững, cố kết cộng đồng dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng. Năm nay thì người dân Lai Châu hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương với những hành động hết sức thiết thực. Đó là việc thực hiện nghiêm lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn cùng nhau chiến thắng đại dịch COVID-19. Phóng sự sau đây đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3, câu ca dao đậm tình nghĩa đã đi vào lòng người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3, người dân Lai Châu đã đồng lòng, quyết tâm thể hiện cái tình cảm của mình đối với các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước bằng việc là quyết tâm chiến thắng đại dịch. Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Năm nào cũng vậy, những ngày đầu tháng 3 âm lịch, ông Nguyễn Hữu Lộc, bí thư chi bộ tổ 2, phường Tân Phong, lại ngồi quây quần ôn lại truyền thống con lạc cháu hồng của dân tộc Việt Nam. Nhắc nhở con cháu là không đi đâu, ở nhà thực hiện cái lời của Tổng Bí thư, chủ tịch nước cũng chọn như vậy, thì ở nhà là không ra khỏi nhà, cũng là cái việc mà giữ được yên cái dịch bệnh COVID-19 ấy, là do gia đình, cho bản thân cũng như là cho cộng đồng. Cho nên năm nay là chúng tôi cũng không tổ chức yêu cả, và gửi để yên các cháu trong nhà, động viên các cháu là tưởng nhớ đến ngày đó. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt khi toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực đoàn kết, đồng lòng cùng nhau chống lại dịch COVID-19. Và để thể hiện tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc và tưởng nhớ đến công lao trời bể của các vị vua Hùng, thì mỗi người dân hãy là một pháo đài chiến đấu chống lại đại dịch. Mỗi người dân chúng ta đều phải nêu cao tinh thần yêu nước, tức là yêu ngay bản thân mình, là phải chấp hành tốt cái bản thân mình và động viên mọi người cùng chấp hành cho tốt, để là cùng với nhà nước, cùng với đảng, nhà nước, chính phủ là chung tay, chung sức để chống cái dịch COVID-19 này cho nó thành công tốt đẹp. Đó là thể hiện cái tinh thần yêu nước của mỗi một công dân. Những ngày gần đây, toàn thể nhân dân Lai Châu đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, sẻ chia để cùng nhau chống lại dịch bệnh. Với tinh thần tương thân tương ái trong những lúc khó khăn như thế này, hy vọng rằng Lai Châu cùng với cả nước sẽ chiến thắng được đại dịch COVID-19. Và đây cũng là hành động, việc làm ý nghĩa, thành kính dâng lên các vua Hùng đã có công dựng nước. Thưa quý vị và các bạn, tính đến 12 giờ ngày 2 tháng 4, trên toàn thế giới đã có 204 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số 936.170 người nhiễm COVID-19 và đã có 47.249 người tử vong. Trong đó thì Mỹ đứng đầu với 215.300 người nhiễm và 5.110 người tử vong. Italia có 110.574 trường hợp mắc bệnh và 13.155 người tử vong. Tiếp đến là Tây Ban Nha là 104.118 người mắc với 9.387 người tử vong. Trung Quốc là 81.554 người nhiễm và 3.312 người tử vong. Còn tại Việt Nam thì tính đến 12 giờ ngày 2 tháng 4 đã có 222 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó thì có 64 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn. Trong đó thì giai đoạn 1 là 16 người và trong giai đoạn 2 là 48 người. Thưa quý vị, Ban Tiếp Công Dân tỉnh vừa có thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại trụ sở Tiếp Công Dân tỉnh. Theo đó, sẽ tạm dừng tiếp công dân theo quy định tại trụ sở Tiếp Công Dân tỉnh đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Công dân tổ chức có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có thể gửi đơn qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở Tiếp Công Dân tỉnh, địa chỉ tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Trong trường hợp cần thiết, có thể gọi qua số điện thoại 0973 409 582 để được hướng dẫn, thực hiện hoặc gửi đơn đến địa chỉ email tiepcongdan.laichau@gmail.com để được tiếp nhận và xử lý theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo không tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2020. Văn bản nêu rõ, ngày 19 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 1745 về triển khai thực hiện Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Để thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo không tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố lựa chọn các hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2020, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Thưa quý vị, Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu vừa phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn vừa kiểm tra việc đóng cửa, ngừng kinh doanh đối với toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thuộc nhóm các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng và Ủy ban Nhân dân các xã phường đã yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, bao gồm ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh, treo biển thông báo dừng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch, không tập trung đông người, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Nếu phát hiện các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vẫn tiếp tục hoạt động, sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Được biết, trong thời gian thực hiện công văn 591 của Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu về phòng chống dịch COVID-19, trên địa bàn thành phố chỉ có các cơ sở kinh doanh dịch vụ thuộc 8 nhóm ngành được phép hoạt động từ ngày 28 tháng 3, bao gồm dịch vụ công, cửa hàng tiện ích, bách hóa tổng hợp, siêu thị, chợ, dịch vụ tài chính ngân hàng, cửa hàng dược, dịch vụ khám chữa bệnh, cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, ga, khí đốt, các cửa hàng kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp. Thưa quý vị, những ngày qua với tinh thần chống dịch như chống giặc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ quân đội trong toàn tỉnh đã xung kích tích cực tham gia có hiệu quả trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là công tác đảm bảo đầy đủ chu đáo tại các khu cách ly do quân đội đảm nhiệm đã tạo ấn tượng tốt đối với người dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp bộ đội Cụ Hồ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một trong 4 cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, từ ngày 12 tháng 2 năm 2020 đến nay, để hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh, khu cách ly tập trung số 3 trường quân sự tỉnh do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm đã tiếp nhận hơn 520 lượt công dân trong và ngoài tỉnh trở về cách ly. Xác định tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, cán bộ chiến sĩ tại khu cách ly đã chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho công dân một cách tốt nhất, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Cơ sở vật chất xuống cấp tương đối nghiêm trọng, cho nên chúng tôi cái quá trình chuẩn bị gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì với sự chỉ đạo ở trên cũng như là cái sự quyết tâm của tổ phục vụ ở đây thì chúng tôi đã từng bước để khắc phục được những cái tình trạng hư hỏng để làm sao bảo đảm tốt nhất cái nơi ăn ở cho công dân về cách ly tại khu vực số 3 này. Khẳng định được là khi bà con đã vào đây là có thời điểm lên đến xích 300, cộng cả lực lượng phục vụ là hơn 300 mà chúng tôi vẫn tiến hành bảo đảm được về ăn uống đời sống. Tại đây, những công dân sau khi được đưa về từ khu cách ly tập trung đã được cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, tờ rơi truyền thông, khám sàng lọc và bố trí nơi ở theo từng khu vực. Bên cạnh được theo dõi sức khỏe hàng ngày, những người cách ly cũng được cán bộ chiến sĩ phục vụ ăn uống đầy đủ, đảm bảo chất dinh dưỡng. Đồ ăn chia theo suất, được cán bộ chiến sĩ mang lên từng phòng để tránh tập trung đông người. Bếp này thiết kế nó chỉ là được 70 đến 100 suất ăn, mà hiện tại là cái số công dân cách ly ở đây đã lên đến, có thời điểm là lên hơn 300, nên là chúng tôi đã cố gắng hết sức chuẩn bị cái lương thực, thực phẩm này, chủ động trong cái khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, làm sao bảo đảm cho các suất ăn của công dân cách ly ở đây được đầy đủ về chất dinh dưỡng này, rồi đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Mà hàng ngày chúng tôi cũng có đã lấy mẫu lưu nghiệm thức ăn hàng ngày theo đúng quy định của y tế, bên y tế người ta đã cung cấp. Hiện tại 4 khu cách ly tập trung của tỉnh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhiệm tại nhà trưng bày hữu nghị Ban Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tiểu đoàn 1, trung đoàn 880, trường quân sự tỉnh và khu vực dự kiến tại trường cao đẳng cộng đồng tỉnh có sức chứa khoảng 1.460 người. Tại các khu cách ly đã tổ chức bảo đảm đầy đủ giường, điện nước, nhu yếu phẩm, quân tư trang cho các nhiệm vụ chống dịch, nhiệm vụ cách ly, vận chuyển các công dân về nơi cách ly, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch. Cho tỉnh ủy, ban dân tỉnh triển khai được 4 cái khu vực để tổ chức cách ly công dân của chúng ta từ nước ngoài về, cũng như là công dân trên địa bàn có những cái nghi ngờ hoặc những cái trường hợp cần thiết phải cách ly ở 4 cái vị trí này. Với cái dung lượng ở các cái khu vực cách ly này tổng khoảng độ 1.460 giường sẵn sàng tiếp nhận được công dân. Và đến hiện nay
thì chúng tôi đã thực hiện cái cách ly công dân trên địa bàn của tỉnh ở 4 cái khu vực này thì đã được tính lũy kế đến bây giờ là được 570 công dân của ta. Khu vực số 4 thì đang tích cực là chuẩn bị hoàn thiện. Nêu cao truyền thống vì nhân dân phục vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, lực lượng quân đội trong tỉnh đã và đang đóng vai trò quan trọng. Với tinh thần trách nhiệm của người lính, họ đã luôn sát cánh cùng nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ lây lan của dịch COVID-19, đồng thời tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn tới nhiều ngành lĩnh vực, trong đó thì có ngành bán lẻ. Với nhóm hàng thực phẩm thiết yếu, nhu cầu lại tăng đột biến do tâm lý tích trữ của người tiêu dùng. Đây cũng là lúc các nhà bán lẻ hoàn thiện mô hình bán hàng, cập nhật xu hướng tiêu dùng để có những giải pháp ứng phó trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại một số đại lý siêu thị bán lẻ trên địa bàn thành phố Lai Châu vắng khách hơn do thực hiện cách ly toàn xã hội. Cũng từ đó, việc mua sắm được chuyển sang hình thức trực tuyến nhận hàng tại nhà. Chính ưu điểm không phải ra tận cửa hàng, không phải xếp hàng thanh toán, mà chỉ cần ngồi nhà, truy cập ứng dụng, website, lựa chọn mặt hàng, thanh toán qua mạng và sẽ được giao hàng tận nơi. Cho nên hình thức mua sắm này đang rất được ưa chuộng. Hiện tại thì tại trung tâm thì khi khách hàng vào đến trung tâm thì đã có nhân viên đứng ở cửa để hướng dẫn khách hàng cách rửa tay cũng như là đeo khẩu trang để khách hàng vào trong trung tâm sẽ tránh được tất cả những cái lây truyền trong khi mà có đông người. Thì bên cạnh đó thì trung tâm hiện tại cũng đã và đang làm lập cho cái fanpage để khách hàng tại địa bàn Lai Châu sẽ có thể mua hàng online, đặt hàng trên Facebook và mua hàng bằng điện thoại chứ không cần nhất thiết phải đến tại trung tâm để mua sắm và tránh tụ tập đông người. Thì tại thì trung tâm đã và đang triển khai cái fanpage thì khách hàng cũng đã gọi đến để mua hàng, đặt hàng cũng tăng so với thời gian bình thường. Thì bây giờ hiện tại thì trung tâm đã và đang vẫn có đủ nhân lực và đủ gọi là nhân viên ship hàng để mang hàng đến cho khách hàng. Và tất cả những sản phẩm khách hàng mua online thì đều được bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nên khách hàng cứ tự tin và gọi yên tâm để mua hàng online và không bị ảnh hưởng bất cứ điều gì xảy ra. Phần lớn các siêu thị, đại lý bán lẻ đều có kế hoạch chuẩn bị nguồn cung để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong tình hình dịch bệnh này. Chủ động dự trữ lượng hàng hóa như gạo, dầu ăn, rau quả, thịt các loại và đảm bảo bình ổn giá. Với hình thức bán hàng trực tuyến đảm bảo đầy đủ lượng hàng cần thiết và không tăng giá, các cửa hàng bán lẻ và thị trường hàng tiêu dùng đã thể hiện được vai trò chung tay để đẩy lùi dịch COVID-19. Tôi thấy cái fanpage này nó cũng rất là hữu ích. Chúng ta có thể mua hàng online mà không cần phải đến trực tiếp cửa hàng, hạn chế ra ngoài tiếp xúc xã hội để tránh nguy cơ lây nhiễm. Tôi sau này tôi về, có lẽ là tôi sẽ về tham khảo thêm về cái fanpage này và mua hàng trên online trên fanpage. Mua hàng thì dần bỏ thói quen và hành vi mua sắm thay vì chỉ mua sắm theo cách truyền thống. Còn người bán hàng thì thay đổi các phương thức kinh doanh trong thị trường bán lẻ và hàng tiêu dùng trong thời điểm này. Và đây được xem là những giải pháp rất là hữu hiệu nhằm tránh tụ tập đông người của ngành bán lẻ trên địa bàn thành phố Lai Châu. Tuy nhiên thì người dân vẫn cần lưu ý là mua các mặt hàng tại các siêu thị lớn cũng như là siêu thị uy tín để nhằm tránh mua phải những hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ra cộng đồng, Bộ Y tế đã đưa ra hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi ở, nơi lưu trú, nhà riêng, căn hộ chung cư, nhà ở tập thể, phòng ký túc xá trường học, khu công nghiệp, xí nghiệp, phòng nghỉ khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ và các phòng lưu trú của các đơn vị cơ quan đối với những đối tượng cách ly là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định. Yêu cầu về phòng ở của người được cách ly. Tốt nhất là ở phòng riêng, nếu không có phòng riêng thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình hoặc trong cùng nơi ở, nơi lưu trú ít nhất 2 mét và xa khu sinh hoạt chung. Phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, không sử dụng điều hòa nhiệt độ, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các đồ đạc vật dụng trong phòng. Nếu có điều kiện nên chọn phòng ở cuối dãy, cuối hướng gió, xa khu vực đông người qua lại. Có nhà vệ sinh, xa phòng rửa tay, nước sạch, có thùng rác, có nắp đậy. Với người được cách ly, chấp hành việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú đúng thời gian quy định và có cam kết với chính quyền địa phương. Tự đo thân nhiệt và tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, ghi lại kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày.
thông báo hàng ngày cho nhân viên y tế cấp xã về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe của bản thân. Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã được phân công phụ trách theo dõi ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt, ho, đau họng, khó thở. Hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như những người khác. Không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Không dùng chung các đồ dùng, vật dụng cá nhân, bát đũa, thìa cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt. Thu gom khẩu trang, khăn giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng để xử lý theo quy định. Không ăn chung, không ngủ chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi ở, nơi lưu trú. Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ. Thành viên trong hộ gia đình, nơi ở, nơi lưu trú. Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. Lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở nơi ở, nơi lưu trú hàng ngày bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử trùng, cung cấp suất ăn riêng cho người được cách ly, giúp đỡ động viên chia sẻ với người được cách ly trong suốt thời gian cách ly. Thưa quý vị và các bạn, những hành vi trốn cách ly, khai báo gian dối, truyền dịch bệnh cho người khác gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm tù và thậm chí là đến 12 năm tù. Người đã được thông báo mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh COVID-19 mà đã được thông báo phải cách ly nhưng trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối, truyền dịch bệnh cho người khác sẽ bị coi là hành vi làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. Đây là quy định tại điểm C khoản 1 điều 240 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Với cá nhân trốn khỏi khu cách ly sẽ chịu phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 điều 10 Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Đối với trách nhiệm hình sự, người trốn khỏi khu vực cách ly có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu cá nhân đó có hành vi gây nguy hiểm. Cụ thể là phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm cho đến 5 năm tù. Đối với những hành vi gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm và thậm chí đến 12 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, người bị thiệt hại, cụ thể là người bị nhiễm bệnh, chứng minh được là hành vi của người trốn cách ly truyền nhiễm bệnh cho mình thì có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ cho 8 đồng chí sĩ quan thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí được bổ nhiệm, Đại tá Phan Hồng Minh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, biểu dương những nỗ lực cố gắng phấn đấu của các đồng chí trong thời gian qua, đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên cương vị được giao, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu học tập, trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, có những sáng kiến mới, cách làm hay, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Từ đầu năm 2020 cho đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 đợt mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại nặng nề đến tài sản của nhà nước và nhân dân, làm thiệt hại khoảng 28 tỷ đồng. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thiên tai đã làm 4.100 ngôi nhà bị hư hỏng, trên 50 hectare chè, gần 100 hectare lúa, trên 30 hectare hoa màu, 80 hectare ngô, 10 hectare thảo quả, 75 hectare cây ăn quả bị hư hỏng, sập nát. Mưa đá còn làm hư hỏng 4 trường học. Dự báo trong thời gian tới, tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng chống thiên tai, tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các cấp, ra soát, lên phương án di chuyển các hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, di chuyển đến nơi an toàn. Tăng cường tuyên truyền cho người dân các biện pháp chẳng chống nhà cửa để hạn chế thấp nhất hậu quả khi thiên tai xảy ra. Trên địa bàn của xã Pù Sam Cáp, huyện Sìn Hồ hiện còn 23 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, đá lăn. Và việc di rời các hộ dân này là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên thì do chưa bố trí được kinh phí, chưa bố trí được mặt bằng cũng như là xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu tái định cư nên việc di chuyển chưa được thực hiện. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là những vết nứt đã xuất hiện tại một số hộ dân của bản Hồ Sì Pán, xã Pu Sơn Cáp, huyện Xuyên Hồ trong trận mưa lịch sử năm 2018. Những vết nứt như này thì đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con nhân dân nơi đây. Là một trong những hộ nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, gia đình chị Trang Thị Lìa, bản Hồ Sì Pán, xã Pu Sơn Cáp đã phải sống trong thấp thỏm, lo âu, không biết quả đồi sau nhà sẽ sạt xuống lúc nào. Dù biết sống ở đây không an toàn, những vết nứt xung quanh nhà đang dần nhiều hơn và rộng hơn, nhưng gia đình chị không biết phải làm sao, bởi không có tiền để di dời. Mỗi khi trời mưa xuống, chúng tôi lại lo lắng vì căn nhà có thể sẽ cuốn theo đất đá bất cứ lúc nào. Gia đình cũng muốn di dời đến nơi an toàn để ổn định cuộc sống, nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, lại không có đất mới để chuyển nhà, nên cũng không biết làm sao. Sau trận mưa năm 2018, bà bản là Nà Phân, Nậm Béo và Hồ Sì Pán của xã Pu Sơn Cáp đều nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Trong đó có 55 hộ cần phải được di dời khẩn cấp. Trước tình hình đó, cấp ủy chính quyền xã đã tiến hành ra soát, đánh giá, hỗ trợ người dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, đến thời điểm này đã qua mùa mưa năm 2019 và chuẩn bị đến mùa mưa năm 2020, nhưng xã Pu Sơn Cáp mới chỉ di dời được 32 hộ đến nơi ở mới. Hiện tại còn 23 hộ chưa thể di dời được. Nguyên nhân được xã đưa ra là do chưa bố trí được kinh phí, chưa bố trí được mặt bằng, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu tái định cư cho 23 hộ còn lại. Sau cái trận mưa của ngày 25 tháng 6, 2018, thì sau cái trận đó là cũng như là ủy ban cấp ủy chính quyền xã đã quan tâm đi vào điều tra mà xác minh thử tế một số các cái bản như bản Nà Phân với bản Hồ Sì Pán 2, bản Nà Béo có 3 bản thì cũng như là cũng đã có nghi cơ. Sau khi cái thời gian đó, ủy ban và thường trực đảo ủy đã chỉ đạo quyết liệt là chỉ đạo nhân dân ở 3 bản đó kỳ thời để di dời cái khu nghi cơ sạt lở. Việc di chuyển các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn đang là nhiệm vụ cấp bách cần sớm được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa năm 2020 đang đến gần. Đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.